Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trung tâm Đổi Mới Văn 6 hôm nay test cho quý vị xem một trong những chú báo độc nhất vô nhị. Những chú báo như thế này thì có lẽ rằng là rất là nhiều người đang thắc mắc tại sao nó có những cái đường vân và nó có những cái sự khác biệt đối với tất cả các cái dòng gỗ bình thường khác, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy được rằng là trên cái tác phẩm này thì về cái độ lưu hoa, cái độ vân veo của nó thật sự là tuyệt đỉnh. Và đây là hoàn toàn là gỗ tự nhiên. Trong cái thế gỗ như thế này thì chúng tôi đã chạm khắc một chú báo đang săn mồi. Quý vị nhìn thấy cái tư thế của chú báo, quý vị sẽ đánh giá được cái giá trị của những người thợ đã thổi hồn vào cái tác phẩm này. Nhìn từ các cái góc cạnh thì quý vị đều thấy được cái giá trị vân nu của nó. Giá trị nghệ thuật đã là một trong những cái nét đẹp vô cùng rồi, tinh xảo rồi. Nhưng mà về cái vân gỗ của nó thì có lẽ rằng nó thiên biến vạn hóa, còn đẳng cấp hơn rất là nhiều. Với những chú báo như thế này, có cái chiều dài là 52, chiều rộng là 36 và chiều cao 36, chiều rộng là 23. Thưa với quý vị thì đối với tất cả các cái sản phẩm mà chúng tôi đã post lên chia sẻ cho quý vị thì đây là một trong những cái tuyệt phẩm mà không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể kiếm được những cái cục gỗ, những cái phôi gỗ nó đẳng cấp như thế này. Từ những cái gỗ nó đẳng cấp, sau đó chúng tôi đã phải chọn lựa những người thợ có nhiều năm kinh nghiệm, và những người thợ đó đã thổi hồn nên một cái tác phẩm đục một cái chú báo săn mồi thật sự với quý vị là tuyệt đỉnh. Từ cái dáng dấp, cái tư thế, từ cái góc cạnh vân nu hoa của nó thể hiện cho quý vị thấy được rằng là một trong những cái tác phẩm nó đẹp như thế nào. Một cái tác phẩm hoàn toàn liền khối, đó là những tay nghề, những cái giá trị của những người thợ đã thổi hồn những cái tác phẩm này. Khi quý vị trưng bày hay quý vị xem những chú báo như thế này, quý vị mới thấy được cái giá trị thực tế. Và giá thành của chú báo này có giá là 5 triệu rưỡi một chú báo như thế này. Tiếp theo nữa thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị chú báo thứ hai. Chú báo thứ hai thì cũng được làm trên chất liệu gỗ cẩm, và quý vị thấy được cái giá trị lưu hoa của nó đối với những cái dòng gỗ, những cái giá trị nghệ thuật, những cái đường nét mà những người thợ, những người nghệ nhân đã thổi hồn, thì chúng tôi đánh giá rất cao cái giá trị nghệ thuật. Song song với cái giá trị nghệ thuật thì chúng tôi còn chia sẻ cho quý vị về một trong những cái dòng gỗ, tại sao nó lại là một cái dòng gỗ vân veo của nó đẹp đến như vậy, và tại sao chúng tôi lại kiếm được ra những cái cục gỗ vân của nó tuyệt đỉnh như thế. Thưa với quý vị là không phải là gỗ nào nó cũng giống gỗ nào, đúng không ạ? Một cây gỗ có thể nếu cái gốc của nó thì bao giờ nó cũng lưu hoa, nó cũng sẽ đẹp hơn. Nếu như lên tới thân trên ngọn thì lưu hoa của nó lại khác, vân veo của nó lại khác, đúng không ạ? Thế cho nên là cùng một dòng gỗ nhưng mà không phải là nó giống nhau, nó sẽ có sự khác biệt. Và trong khi đó thì chúng tôi lựa chọn và chúng tôi đã tìm kiếm ra được những cái phôi mà nó có những cái đường vân, nó có những cái giá trị nghệ thuật về cái vân của nó, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng tôi đã đưa cho những người thợ, người ta thổi hồn vào với những cái tác phẩm như vậy. Và tác phẩm đã hoàn thiện xong thì quý vị thấy được rằng là một sự sang trọng, lịch lãm, một sự mạnh mẽ trong phong thủy. Đối với tất cả những người trong kinh doanh, buôn bán, trong công chức nhà nước thì người ta vẫn thường hay trưng bày một trong những cái chú báo trong gia đình. Chú báo là một trong những chú rất là nhanh nhẹn, tốc độ của chú báo cũng được đánh giá là vô cùng thiên biến vạn hóa. Cho nên là những người kinh doanh, người ta cũng muốn nhờ cậy những cái lộc, những cái giá trị của những chú báo để thể hiện ra những cái tâm huyết của con người, sự nhanh nhẹn, quyết đoán, đúng không ạ? Để làm ăn kinh doanh, trong kinh doanh buôn bán, trong kinh doanh công chức nhà nước cũng vậy, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa thì chúng tôi còn chia sẻ cho quý vị về một trong những chiếc đĩa đục thuận buồm xuôi gió cũng rất là đẳng cấp, được làm trên chất liệu bằng gỗ hương đá. Giá thành của những cái tác phẩm này rất là rẻ. Đối với Trung tâm Đổi Mới Văn 6 thì còn đưa ra rất nhiều các mẫu đĩa như mẫu chữ tâm. Quý vị cũng có thể thấy được rằng là đường nét chạm khắc hay là đường nét mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị về cái khâu hoàn thiện, quý vị sẽ thấy là cái giá trị. Đấy, đĩa chữ lọc, tất cả những cái dòng sản phẩm này thì chúng tôi đều chia sẻ cho quý vị.
quý vị có thể nhìn thấy được rằng là từ những cái đĩa này thôi, nhưng chúng tôi cũng phải chọn lựa cái vân làm sao cho nó thật đẹp, để chúng ta thấy được rằng khi trang trí những chiếc đĩa chữ lộc, chữ tài, chữ phúc, chữ đức, không phải là về hình thức chữ cái đĩa hay là hình thức của chữ phúc, mà chúng tôi phải chọn tổng thể từ vân gỗ, từ chất liệu gỗ cho đến là cái cách chạm khắc, đúng không ạ, cái cách trang trí như thế nào. Đó là cái giá trị mà chúng tôi luôn mong muốn rằng là chia sẻ hết sức là cẩn thận cho quý vị, để đem lại cho quý vị khi quý vị trưng bày tại phòng khách của quý vị, hay là quý vị mang đi tặng, mang đi biếu, thì đó là những cái giá trị thực tế, đúng không ạ. Và trong video của chúng tôi thì lý do tại sao chúng tôi phải chia sẻ cầu kỳ và kỹ lưỡng như vậy, đó là những cái giá trị tâm huyết của chúng tôi, đúng không ạ. Và một lần nữa thì trong tất cả các video thì chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị từ những chú báo vân nu đẳng cấp nhất, đúng không ạ, từ những chiếc đĩa chúng tôi cũng lựa chọn rất là cầu kỳ, sau đó là đến những bức tượng như thế này, chúng tôi cũng đã lựa chọn làm sao cái lưu hoa của nó và cái sự chạm khắc làm sao cho nó đạt được cái giá trị nghệ thuật mà Trung tâm Đồ gỗ Văn Sáu đã làm 24 năm qua. Trong tất cả các video thì chúng tôi muốn chia sẻ những cái thông điệp như vậy, thì cũng rất là mong quý vị hãy đăng ký trên kênh của chúng tôi và chia sẻ video này lên Facebook, lên Zalo. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống.